Hãy cùng mình điểm nhanh những con số ấn tượng trên Volkswagen Teramon. Năm là số điểm an toàn tuyệt đối mà Teramon đạt được của Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ Hoa Kỳ. Năm cũng là tổng số màu sơn mà bạn có thể lựa chọn khi mua Volkswagen Teramon. Bảy là tổng số chỗ ngồi bên trong chiếc xe này. Teramon là chiếc SUV 7 chỗ thực thụ khi cả 7 vị trí ngồi đều vô cùng thoải mái và tiện nghi. 8 là số cấp của hộp số được trang bị trên Volkswagen Teramon. Và 17 là tổng số hộp để cốc bên trong khoang nội thất. 21 và năm 2021, Teramon đạt giải xe gia đình của năm do tạp chí car.com bình chọn. Và cuối cùng, 235 là khoảng sáng gầm của chiếc xe này. Vậy đâu là những con số mà khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam. Volkswagen.